UNI Media. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You on repeat, you can see, cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. You keep reading between the lines. There's nothing there for you to complicate. We're not aligned. You say you listen, but guessing that's just another sign. Not growing up, you're growing old. Your life keep passing by. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh 202, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô mang trong mình nét đẹp hiện đại của thành phố, năng động, hội nhập. Cô rất yêu thích thành phố này vì ở đó có gia đình, bạn bè và những người mà cô yêu quý. 202 Nguyễn Trần Khánh Vân. Tôi may mắn khi được thừa hưởng sự nhẹ nhàng tình cảm của ba và sự cá tính mạnh mẽ đàn ông của mẹ. Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi đã có một Khánh Vân như bây giờ với một trái tim ấm áp và đầy yêu thương. Và tôi muốn lan tỏa tình yêu thương này, lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu với những người xung quanh. Vì tôi hiểu được rằng khi bạn sống và có một trái tim rộng mở thì khi đó bạn sẽ nhận được sự hạnh phúc và tốt đẹp. Xin cảm ơn. Lọt vào top 10, thưa quý vị. Số báo danh 202, Nguyễn Trần Khánh Vân. Và tôi có được một trái tim yêu thương và hướng thiện. Tôi nghĩ rằng mình có được sự nhạy cảm của một người phụ nữ và cũng như sự quyết đoán của một người đàn ông. Và tôi muốn dùng tất cả những sự nhạy cảm, quyết đoán và mạnh mẽ của mình để bảo vệ những người phụ nữ khác và có thể giúp đỡ thật là nhiều người trong cuộc sống, đem đến và lan tỏa những điều tích cực với những người xung quanh.
I can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against a thousand guys. My intuition.